câu hỏi này ha, là thưa sư, cho con hỏi cõi trời có phải là các hành tinh khác không, và chư thiên có phải là con người ngoài hành tinh không? Mình nghe thì thấy là nó nó khá kỳ cục. Nhưng mà thôi, trên tinh thần là nếu mà câu hỏi nó cũng không có quá nhiều vấn đề thì sư sẽ trả lời. Thứ nhất là cái định nghĩa về cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan mà chúng ta đang có là ảnh hưởng từ khoa học. Và cái thế giới khoa học vật chất á, họ vẫn còn rất nhiều những cái giả thuyết và rất nhiều những cái vấn đề mà họ còn chưa nghiên cứu xong. Chính bởi vì như vậy đó, một trong những cái giả thuyết mà giới khoa học thì vẫn rất là đau đầu, đó là về cái vấn đề là không gian. Thì nếu như mà buộc sư phải nói theo cái định nghĩa khoa học đi, nếu mà quý vị buộc phải nói như vậy thì sư chỉ có thể nói là ở chư thiên á, thì ở cùng cái quả địa cầu với chúng ta, nhưng mà họ ở cái chiều không gian khác. Nhưng mà mình dùng cái từ chiều không gian khác á, nó cũng không có đúng, mà nó giống như là một sự tồn tại mà mình không thể nhìn thấy. Họ vô hình trong mắt loài người, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Mà nói về cái thế giới này đó, thì nó lại rơi vào một trong bốn cái bất khả tư nghị. Đó là cái thế giới này á, là hữu hạn hay vô hạn, có giới hạn hay không có giới hạn. Thế giới này nó như thế nào á, thì nó thuộc về cái phạm trù bất khả tư nghị. Bởi vì cái người chưa chứng thiền, và thậm chí một người chưa chứng thánh, mà đạt đến cái mức độ như Đức Thế Tôn, nếu mà mình suy tư về cái giới hạn của thế giới thì họ rất dễ rơi vào điên loạn. Nói một cách dễ hiểu là cái khái niệm, cái định nghĩa và cái sự mô tả cụ thể chính xác nhất về thế gian này đó, cái kiến thức nó quá rộng lớn, mà một người chưa có chứng thiền, chưa chứng thánh thì cái dung lượng bộ não của họ có hạn, cái tầm nhìn họ có hạn, cho nên là họ sẽ gọi là bị điên loạn khi mà họ cố gắng họ giải thích cái mà họ không hiểu. Và tuy nhiên sư thì sư giải thích như thế, nhưng mà sư vẫn nhắc nhở đó là cái gì? Những cái này thuộc về thím luận, bởi vì nó không giúp mình đi đến sự giác ngộ và giải thoát, nó không giúp mình tu tập. Hỏi thì hỏi chơi cho vui, thì sư nhân cái sự kiện này để sư nhắc thôi, là bởi vì ở trong Trung Bộ tương ưng cũng có Đức Thế Tôn nói những người mà còn bị tham đắm ở trong dục lạc, rồi thì họ sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề, rồi thì họ sẽ đưa đến cái sự thắc mắc là thế gian này là trường tồn hay không trường tồn, hữu hạn hay vô hạn, rồi những cái hàng phi nhân là có hay không, rồi chúng sanh này là còn hay là mất sau khi chết đi, thì do đâu? Do mình thiếu trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ đó thì hãy ráng học giáo lý, học những lời dạy của Thế Tôn, rồi sau đó mình thực hành. Trên cơ sở mình thực hành đó, ha, thì mình sẽ đạt được nhiều sự lợi lạc, và những cái vấn đề như thế này nó sẽ không còn nằm ở trong cái đầu của mình nữa, mình sẽ không còn đem pháp ra để mình thí luận nữa. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa rất kính thưa quý vị. Riêng câu hỏi này thì sư có một vài cái gợi ý nho nhỏ rồi thôi, có nghĩa là đầu tiên sư có gợi ý và sau đó là cái lời khuyên ha. Thì cái gợi ý đầu tiên á, sư cũng hoàn toàn rất là đồng ý với Đức Hành Tại về cái quan điểm là có bốn điều bất khả tư nghị đó. Mà cái điều bất khả tư nghị trong bốn điều đó đó, thì cái điều mà gọi là vũ trụ quan thì Đức Hành Tại đã nói rồi, nên mình cần cái lưu tâm. Không, mình cần lưu tâm, có nghĩa là mình đừng có mong là
mình truy tìm, mình biết rõ quá về cái thế giới. Đúng không? Còn cái gợi ý sư là như vậy nè, đại loại như mình cũng có thể mường tượng, mình có quyền mường tượng, đúng không, quyền mường tượng về giống như là các cõi trời như thế nào, về chúng sanh thế nào. Thì nếu quý vị á, muốn có cái một cái tài liệu để mường tượng, thôi nha, mình gọi là mường tượng thôi, về cái dung các cõi này nó các kiểu á, như như thế nào á, thì quý vị lên Google sạch sử từ khóa là vũ trụ quan Phật giáo, có thể là cái từ này nè sạch tiếng Việt, hoặc là từ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh cũng được. Nếu mà tiếng Việt đó thì là cái tài liệu đó của tiến sĩ Bình An Sơn, thì trong đó có cái hình vẽ mô tả về cái vũ trụ quan, nghĩa là ở đây mình phải hiểu nha, phải hiểu là đó là không phải là như vậy mà chỉ là mường tượng thôi, mình mường tượng mình hình dung được thôi, hình dung á. Thế giờ là cái hình vẽ núi Tu Di ở giữa, rồi bốn châu đó, rồi địa ngục ở trong lòng trái đất, rồi các cõi này nọ đó, mình hình dung thôi. Chứ nếu á mà mình xem cái đó là mình nghĩ đó là nó là như vậy thì cũng cũng không đúng. Với có một điểm mà Đệ Đức Hành Tại nói sư cũng là đồng ý, là khi mà nói về thế giới thì quý vị có nghe, xin lỗi, là khi nói về vũ trụ quan á, vũ trụ quan mà trong kinh điển Pali á, và chú giải á, có những điều mà giờ nếu mà sư nói á, sư mà nói ở đây ra cho quý vị á, thì nhiều khi quý vị có nhiều một số người nghe nói chấm ông sư này đang kể chuyện cổ tích, chỉ thần thoại, như thần thoại hay là đang nói về những cái siêu anh hùng trong Avenger này, nói kiểu đó đa vũ trụ này đó, đúng không? Vì có những cái trong chú giải nói là ở trong mặt trăng á có người ở, mặt trời cũng có, xin lỗi, là trong mặt trăng á là có chư thiên ở, mặt trời cũng có chư thiên ở đó. Quý vị nếu mà nói như vậy thì sao một số người khó là chấp nhận. Đó là cái lời gợi ý của sư về cái mình có cái hình dung ha, về cái vũ trụ quan. Rồi cái hai là cái lời khuyên này đúng hơn là sư trích dẫn từ kinh trong kinh Tạng, đó là trong Tương Ưng Thiên Tử. Thì có một vị thiên tử xuống mới xuống hỏi Đức Phật á, mới xuống kể, nói chung chính xác là cả đầu hỏi Đức Phật là ngài biết đâu tận cùng thế giới không. Thì Đức Phật ngài nó biết, thì cái vị thiên tử đó mới mới kể là như vậy, mới nói là trong một cái quá khứ á, trong cái quá khứ cái vị đó là biết thần thông, mà cái năng lực thần thông của vị này á là có thể đi giống như đi xuyên ngoài vũ trụ luôn, đi từ galaxy nôm na nghe, sử dụng từ nôm na mình hiểu nghe, cái đi từ xuyên từ cái galaxy này sang galaxy khác luôn đó, mà đi trong nhấp nháy thôi, giống như là từ chớp mắt cái này đi từ galaxy này nè sang galaxy khác đó. Thì cái vị đó trong kinh điển mô tả là cái vị này nè, đi 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 xuyên suốt gì đó, là đi không ngủ không nghỉ không vệ sinh luôn đó, mà đi đến cuối cái thọ mạng luôn, mà cũng không biết được đâu là tận cùng của thế giới đó, đến gì đến chết luôn nha, không ngừng nghỉ không nghỉ ngơi không, rồi cuối cùng là cái vị đó nói là con đi như vậy đó, con có thần thông đi liên tục, đi liên tục xuyên từ vũ trụ qua vũ trụ kia mà con vẫn không có biết tận cùng thế giới như thế nào. Thì Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn hay ngài mới dạy là ngài mới chỉ ra ở đây là khổ, đây là gì khổ. Thì khi mà chỉ như vậy thì vị đó chứng được đạo và quả, giác ngộ được, à mới biết được à đây nè, đây mới là tận cùng thế giới, nó như vậy. Thì qua cái bài kinh đó, kinh đó thì cũng mong là cái vị mà hỏi câu hỏi này mình sẽ có cái nhìn nó đúng đắn ha, cái nhìn nó đúng đắn hơn về cái vũ trụ quan về khía cạnh Phật pháp. Cũng xin kết thúc cái phần câu trả lời này. Và rất là tri ân Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ những cái trích dẫn, những bài kinh rất là quý giá để quý vị có thêm cái tư liệu và có thêm sự hiểu biết đúng đắn về cái vũ trụ quan trong Phật giáo. Quý vị chờ sư một chút xíu để sư thử đổi qua cái mạng khác coi nó có ổn hay không.
Đâu qua câu hỏi tiếp theo.